Chào mọi người, hôm nay thì Sơn lại đang có mặt ở nhà cũ Iceland. Và hôm nay thì đặc biệt là Sơn sẽ đập hộp cho các bạn xem một cây đàn Yamaha điện mang tên là CLP, à IDP 103. Đây là một dòng sản phẩm mới tinh đập hộp của Yamaha. Và chúng tôi sẽ review cho tất cả các bạn ở xa, các bạn khi mua đàn, các bạn sẽ hình dung ra nó. Và rất là thuận lợi cho những bạn nào mà ở xa các bạn nhé. Các bạn ở xa thì các bạn chỉ cần đặt hàng thôi là chúng tôi vận chuyển nguyên cả một khối như này cho các bạn, nên các bạn rất yên tâm. Và dòng sản phẩm này chúng tôi bảo hành cho các bạn 2 năm. 2 năm cho dòng sản phẩm mang tên IDP 103. Mẫu đàn này nó khá là nhỏ gọn và âm sắc và tính năng của nó cũng rất là hay. Và bây giờ Sơn sẽ khui cái thùng này ra cho các bạn xem nhé. Đây là một đàn còn nguyên các bạn nhé, mới tinh này. Mới tinh, bây giờ Sơn mới cắt mát ra các bạn xem này. Nó rất là phù hợp cho những bạn mà có nhu cầu về đàn Yamaha, mà chúng ta sẽ bỏ ra cái lượng tiền nó vừa phải mà có đàn mới tinh được dùng. Yamaha thì là một thương hiệu là rất nhiều người biết đến rồi, và là thương hiệu thì rất là được nhiều người tin dùng. Vì thế hôm nay Sơn đặt một cái đàn mang tên IDP 103 cho các bạn xem. Với những bạn xa thì các bạn vận chuyển như này thì nó rất là yên tâm hơn là các bạn mua đàn qua sử dụng, không phải lo. Và cái đàn mới này chúng tôi bảo hành các bạn 2 năm các bạn nhé. Các bạn nhìn này, đây là chúng tôi vừa đập hộp, mở hộp ra này. Các bạn nhìn bên trong nhé, chúng ta xem có cái gì. Bên trong này thì đầu tiên là nó có một cái tập sách. Cái sách này là sách giới thiệu về cây đàn IDP 103. Đó, đầu tiên là một tập sách này. Tiếp theo các bạn nhìn này, ngay trên đây là hình ảnh của đàn luôn. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái logo Yamaha rồi. Đó. Và bên dưới nữa thì chúng ta sẽ còn khá nhiều sách của đàn và cái ghế đàn nữa. Nó chỉ có vài con ốc này thôi các bạn ạ. Vài con ốc này thôi, lắp đặt rất là dễ. Nên các bạn ở xa các bạn hoàn toàn lắp đặt rất là dễ nhá. Rất cao các bạn nhìn này. Các bạn nhìn tiếp nhá, các bạn nhìn tiếp giúp mình. Rồi. Rất là chắc chắn, bảo vệ rất là chắc chắn. Sơn có thể lắp đặt được nó rất đơn giản các bạn. Các bạn nhìn này, đây, con đàn này thì chỉ cần một mình Sơn thôi có thể là Sơn lắp đặt nó luôn. Các bạn nhìn nhé, đàn mới tinh, chính vì thế là còn nguyên này, còn nguyên những cái mác bảo vệ của đàn này, thương hiệu logo Yamaha ngay đằng trước. Các bạn thấy không? Logo Yamaha ngay đằng trước này, đó. Chúng ta có thể bóc cái này ra luôn để xem này. Các bạn nhìn này. IDP 103 đã đang có sẵn tại New Zealand. Và hiện tại chúng tôi đang trợ giá nó rất là tốt. Giá chỉ có hơn 15 triệu đồng thôi. Các bạn hoàn toàn có thể đập hộp một con đàn như này, bảo hành cho các bạn 2 năm. Và bây giờ Sơn sẽ lắp nó lên để test âm thanh cho các bạn xem nhé. Cảm ơn bạn Oanh Nguyễn và bạn Ngữ đập hộp luôn bạn nhé. Đập hộp luôn, mới tinh. Đó, có rất nhiều học sinh của Sơn đã sử dụng đàn rồi, và các bạn ấy đã học ở đây rất là nhiều bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là nhiều các bạn đã học đàn rồi. Và cái mẫu đàn này thì dành cho những bạn mà có cái không gian nó vừa phải thôi. Nó tích hợp tất cả các cái phím nút vào trong phần bên dưới rồi. Đó, là chỉ có mỗi phím đàn không này bạn này. Mỗi phím đàn không thôi, các bạn nhé. Mỗi phím đàn này. Đó. Bây giờ Sơn sẽ thử nguồn điện lên cho các bạn xem. Hey,
Các bạn nhớ nhé, các bạn nhớ xem livestream này hết để chúng ta thưởng thức cái đàn này. Và những bạn chưa biết thì các bạn có thể là giới thiệu cho các bạn bè của mình nhé. Và nhớ like kênh của trung tâm New Talent, nhạc cụ New Talent các bạn nhé. Đây là một tuyển tập sách theo đàn. Khi chúng ta đập hộp, chúng ta có nguyên một cái tuyển tập này dành cho những bạn chơi nhạc nhé. Có rất nhiều những tác phẩm rất là hay được tích góp tại đây và được nước ngoài người ta biên soạn, nên là cái tuyển phẩm này rất là hay. Và đây là cái tuyển phẩm này dành tặng riêng cho đàn các bạn nhé. Chân đàn này, chân đàn này lắp rất đơn giản thôi, chỉ có vài vận động thôi, chúng ta lắp chân đàn rất đơn giản thôi. Đó, khi những bạn ở xa ngoại tỉnh, các bạn nên sử dụng đàn mới. Vì sao? Vì là nó còn nguyên trong hộp. Các bạn về nhà lắp đặt chỉ mất khoảng tầm 20 phút, 15 phút thôi. Thì các bạn sử dụng một đàn mới tinh thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Để chúng ta sử dụng cái đàn qua sử dụng mà khi về mua qua livestream hay các bạn mua qua đặt hàng, các bạn về nó không ưng ý một vài cái đứt sức chẳng hạn, nó sẽ không thích lắm. Thì rất nhiều bạn Sơn khuyên là dùng ra sản phẩm này IDP-03 mới tinh đang có sẵn tại 3 cơ sở của New Zealand, đó là số 120 Hoàng Nam, số 483 Nguyễn Khang và số 52 Nguyễn Khang Bằng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội bạn nhé. Bây giờ Sơn sẽ tìm cái nguồn của nó cho các bạn. Đây là cái hộp, hộp này là hộp đựng ghế các bạn nhé. Đây là ghế của đàn, nó phải là trong hộp này thôi, ghế theo đàn. Khi bạn mua dòng sản phẩm này thì là nó có ghế kèm sẵn theo đàn được bạn, kèm sẵn theo trong đàn rồi, nên là nó sẽ là đồng bộ một loại. Bạn yên tâm là dùng rất là thích, ghế rất là chắc chắn. Đây là cái phần nguồn đàn. Nguồn đàn nha, mình sẽ bóc cho bạn xem. Cho bạn xem. Hiện tại Sơn sẽ chỉ là lắp để có thể chơi sử dụng được nó. Tặng cho bạn xem. Đó. Rất đơn giản thôi, rất đơn giản thôi. Xin mã đàn, vì đàn này là đàn IDP-103. Hiện tại là nó là một cái dòng sản phẩm của Yamaha, đàn mới tinh đập hộp các bạn. Chính vì thế dùng rất yên tâm. Mà bên New Talent chúng tôi bảo hành cho các bạn 2 năm bảo hành cho các bạn cái dòng đàn này. Nó chỉ hơn 15 triệu thôi các bạn sử dụng một cái đàn mới, yên tâm. Và với những bạn mà ngôi nhà các bạn nó nhỏ như các bạn một chút ấy, chúng ta sử dụng rất là tuyệt vời, vì cái bàn phím của nó đã cách âm hết cái phần nút chuyển tiếng vào phần cái góc bên tay trái rồi, nên là rất là thuận tiện. Mã đàn là IDP-103 các bạn nhé, đang có sẵn tại bathroom của nhạc cụ New Talent. Bây giờ Sơn sẽ cắm điện và thử cho nó âm thanh cho các bạn nghe.
lúc chờ đợi Sơn thì các bạn thấy không, có rất nhiều các bạn học sinh của Sơn đang ở phía sau, các bạn cũng đang tham khảo ngoài đàn điện đấy, các bạn đang tham khảo cái đàn cơ đấy. Sơn đã khởi động được nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái đàn này nhé. Sẽ càng cao hơn một chút cho Sơn. Chúng ta khởi động và chúng ta mở to một chút này. Các bạn nghe nhé, nghe phần âm thanh của nó này. Các bạn hoàn toàn có thể sở hữu cái đàn mới tinh độc hộp của Yamaha đó, bảo hành 2 năm. Và ngoài ra đến với trung tâm Lưu Thất Đường, các bạn sẽ được tặng thêm một voucher học trị giá 1 triệu nữa. Và với cái đàn này thì kích thước của nó chỉ chiều rộng khoảng tầm 40 phân đấy các bạn ạ. Chiều rộng chiều này chỉ có 40 phân thôi ạ. Đó, 40 phân rất phù hợp với những bạn, những nhà nào mà cần một không gian hẹp nhất có thể của đàn. Đây là một đàn nhỏ gọn, gần như là một nhỏ gọn nhất của Yamaha rồi các bạn nhé, trừ những cái dòng đàn mà chỉ có bàn phím không thì không nói. Đây là một cây mà nó vừa ngoại hình đẹp mà lại có cái kích thước rất là gọn nữa. Và chiều dài của nó, chiều dài này của nó là 1m31 thì cũng rất là dễ chịu rồi các bạn, không có gì để đáng ngại cả. Đủ 88 phím đàn nhé, đủ 88 phím đàn thì chúng ta chơi mới hay được ạ. Đó, cảm ơn các bạn, hay quá, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ Sơn sẽ thử thêm một vài cái nữa tính năng nữa, đó là ngoài tiếng piano ra thì cái đàn này lại còn một vài những cái tiếng khác như e piano hay là dàn dây. Nhưng được có một cái hay là nó tích hợp, chỉ cần một nút chuyển thôi và chúng ta sẽ sử dụng bàn phím để chuyển các cái thông số tiếng đấy. Các bạn nghe thử nhé. Đây là nút action này, các bạn phải ấn nó và ấn chuyển. Đó, tiếng khác này các bạn thấy không? Tiếng này là tiếng e piano dùng cho đệm hát nhạc nhẹ này. Dàn dây các bạn nghe cũng là hay nhé. Đó. Đó, bây giờ nếu mà chúng ta lại muốn quay về tiếng piano thì chúng ta chỉ cần ấn piano là xong. Đó, có thấy không? Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại cái đàn này một chút nhá. Inbox tư vấn xin giá cụ thể bạn nhé. Ok, mình sẽ tư vấn cho các bạn trong livestream này. Bạn nào mà muốn hiểu thêm về thông số của đàn thì các bạn sẽ comment ở bên dưới, Sơn sẽ gửi cái thông số và giá cho các bạn một cách chi tiết nhất. Yên tâm là các bạn sẽ có cái giá ưu đãi nhất. Với những bạn mà các bạn chốt được trên livestream này thì Sơn đảm bảo là giá không ở đâu rẻ hơn, vì là đàn mới đập hộp nó có giá niêm yết rồi, chúng ta dùng rất là yên tâm. Nhưng mà đối với đơn vị của Sơn thì chúng tôi nhập khẩu được, là đơn vị nhập khẩu được rất là nhiều những dòng sản phẩm này, nên là chúng tôi đang có cái sự hỗ trợ giá rất là tốt. Ngoài ra chúng ta được tặng cả một voucher học trị giá 1 triệu tại trung tâm nữa. Và hệ thống của Lưu Thất Đường chúng tôi có 10 cơ sở, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được trong 10 cơ sở nhà các bạn ở khu Hà Nội, rất là thuận tiện cho các bạn đấy. Với các bạn nhìn lại một chút nhé về cái đàn này nhé. Đó, kiểu dáng các bạn nhìn này. Đó. Nếu mà lắp chân lên nữa thì rất là đẹp đấy, Sơn làm rất là nhanh cho các bạn dễ hiểu thôi. Nên là Sơn tạm thời chỉ là để test được tiếng đàn và các bạn vừa xem khui thùng rất là dễ chịu đấy. Đơn giản, chỉ mất khoảng tầm 10-15 phút các bạn có thể hoàn toàn lắp đặt cái đàn này một cách trọn vẹn. Đó các bạn nhé. Bây giờ Sơn sẽ chơi một đoạn nhạc nữa cho các bạn nghe. Bây giờ mình chơi một đoạn nhạc khác cho các bạn nghe xem lại tiếng piano nó như nào nhé. Chúng ta đang đánh cổ điển thì nó sẽ như nào.
Sách rất hay, cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn nhớ là trong cái cây đàn này nó còn cả một cái cuốn tuyển tập và các tác phẩm piano rất là hay của Yamaha đã tích hợp lại trong một cuốn sách rồi. Đây là rất là hay các bạn nhé. Chào con. Nếu bạn nào xem livestream này mà các bạn đang có nhu cầu tìm đàn piano, Sơn nhấn mạnh lại nhé, dành cho những bạn ở xa các bạn ạ. Các bạn ở xa thì các bạn nên lựa chọn cái dòng sản phẩm mà nó mới như này, rất là thuận tiện các bạn ạ. Và yên tâm là dòng sản phẩm mới thì các bạn được bảo hành rất là lâu, đến 2 năm cơ, 2 năm bảo hành cho các bạn. Và ngoài ra thì là chúng ta trong quá trình vận chuyển đi xa, các tỉnh xa thì các bạn không bao giờ phải lo là nó bị va đập hay là cái cây đàn mình mua trên livestream nó có được đẹp hay không, nó có bị chảy xước hay không, hay về mình bỏ tiền ra mình mua rồi mình về mình lại nghĩ là không ưng lắm vì là nó bị sứt sẹo vì quá sử dụng đó. Thì dòng sản phẩm mới tinh là những lựa chọn là tôi nghĩ là hoàn toàn chính xác cho những bạn ở xa. Các bạn ở xa nên lựa chọn cái dòng đàn sản phẩm này, nó rất là vừa phải. Và Yamaha là một thương hiệu mà rất nhiều người biết đến và rất nhiều người yêu thích. Chính vì thế là các bạn lựa chọn nó, tôi nghĩ là lựa chọn đúng đắn đấy. Nếu mà các bạn cảm thấy cần đàn hay là các bạn cảm thấy là cái livestream này hay mà cần tham khảo thêm, các bạn có thể gọi trực tiếp cho Sơn qua số hotline 0963 108080 hoặc là 0915 555 750. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream sau, và chúc cho các bạn có những cái tìm hiểu về đàn, tìm hiểu về những cái thông số kỹ thuật hay hơn nữa, và hy vọng là gặp lại các bạn trong livestream sau bằng cách các bạn sẽ like fanpage nhạc cụ Nguyễn Thanh Lần. Xin chào và hẹn gặp lại.